Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin GMT cộng 7. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngày sau đây. Nga dỡ bỏ chế độ chống khủng bố. Anh công bố sáng kiến chấm dứt tình trạng vô gia cư. Hạ nhiệt cơn sốt học thêm ở Hàn Quốc Ngày 26 tháng 6, cơ quan an ninh Liên bang Nga thông báo dỡ bỏ chế độ an ninh chống khủng bố tại thủ đô Moscow và tỉnh Moscow. Trong khi đó, hãng tin Tass đưa tin chế độ chống khủng bố cũng đã được dỡ bỏ tại tỉnh Voronezh. Các quan chức và cơ quan an ninh thông báo rằng không còn mối đe dọa đối với cuộc sống và tài sản của người dân, vì vậy các hạn chế đã được bãi bỏ. Thống đốc tỉnh Moscow cũng ký ban hành chỉ thị tương tự. Thị trường Moscow kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tin tưởng các nguồn thông tin chính thức. Chế độ an ninh chống khủng bố được ban hành tại thủ đô Moscow, tỉnh Moscow, tỉnh Voronezh ngày 24 tháng 6 sau cuộc binh biến do nhóm quân sự tư nhân Wagner tiến hành, nhưng sau đó đã được giải quyết thông qua sự trung gian của tổng thống Belarus. Lực lượng Wagner đã rút về khu lều trại giã chiến và phía nga quyết định không truy tố đối với người đứng đầu lực lượng này. Ngày 25 tháng 6, báo Telegraph đưa tin doanh nghiệp liên doanh Anh Pháp đang phát triển một hệ thống đánh chặn có khả năng hạ gục tên lửa siêu thanh. Nhà sản xuất tên lửa châu Âu MBDA thuộc sở hữu của Bear Systems đặt kế hoạch trong 3 năm tới để phát triển một nguyên mẫu hệ thống phòng thủ chống lại vũ khí siêu thanh. Công ty đã ký các thỏa thuận hợp tác với Pháp, Italia, Đức và Hà Lan để nghiên cứu và chế tạo nguyên mẫu trong thời gian đó. Giám đốc điều hành tập đoàn cho biết hệ thống có thể triển khai trên toàn châu Âu để bắn hạ các tên lửa di chuyển với tốc độ 11.000 km một giờ. Trước đó, công ty quốc phòng Israel và Nhật Bản cũng đã thông báo về việc phát triển các hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa siêu thanh. Cảnh sát Indonesia mở rộng điều tra vụ hơn 200 trẻ em tử vong khi sử dụng thuốc ho siro nhiễm độc. Cuộc điều tra nhằm làm rõ có quan chức nào tại cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia vi phạm hình sự trong vụ việc này hay không động thái này nhằm Baby truy cứu trách nhiệm cá nhân liên quan đến vụ việc gây chấn động dư luận các quan chức có liên quan đã được triệu tập để thẩm vấn và các cuộc điều tra đang tiếp tục cảnh sát cũng đang giả soát các cơ quan quản lý dược phẩm để bảo đảm tuân thủ luật quy định cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm indonesia đã tạm thời cấm bán một số loại thuốc siro sau khi phát hiện các chất độc trong thành phần các công ty sản xuất các sản phẩm chứa hợp chất độc đã bị thu hồi giấy phép và đưa ra cáo buộc. Vụ việc này không chỉ xảy ra ở Indonesia mà còn ở nhiều quốc gia khác. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang hợp tác để điều tra chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu trong trường hợp này. Ngày 26 tháng 6, Hoàng tử Anh Williams, người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Anh, sẽ khởi động sáng kiến mới nhằm hỗ trợ người vô gia cư ở 6 địa bàn trên toàn nước Anh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang gia tăng ở nước này. Hoàng tử William công bố sáng kiến trở về nhà nhằm chấm dứt tình trạng vô gia cư ở 6 địa phương ở Anh trong 5 năm. Chương trình này được xem là tiếp nối nỗ lực từ thiện của công nương Diana, sáng kiến cung cấp tài chính, kinh nghiệm và xử lý vấn đề vô gia cư cùng với đối tác để giảm thiểu tình trạng này. Mỗi địa phương nhận 500.000 bảng Anh từ quỹ từ thiện Hoàng gia Anh. Chi tiết về sáng kiến sẽ được công bố vào ngày 26 và 27 tháng 6 trong chuyến thăm của hoàng tử William tới các địa phương. Sáng kiến được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn và xóa sổ tình trạng vô gia cư tại Anh. Anh đang đối mặt với khủng hoảng chi phí sinh hoạt, hiện có khoảng 270.000 hộ gia đình không có nhà ở. Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Cơ quan thống kê Hàn Quốc cho thấy, năm 2022, người dân nước này đã phải chi khoản kinh phí cao kỷ lục lên tới 20 tỷ đô la Mỹ cho việc học thêm của con trẻ. Áp lực học hành, thi cử, kéo theo nhiều hệ lụy như là suy giảm dân số, hội chứng kiệt sức. Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã công bố một kế hoạch nhằm hạn chế việc người dân chi tiêu ngày một tăng cho các lớp học thêm. Tuy nhiên, việc hạ nhiệt cơn sốt học thêm ở quốc gia này vẫn được xem là một cuộc chiến trường kỳ. Đa Chỉ Đồng, quận ở phía đông nam Seoul, được mệnh danh là lò học thêm và luyện thi của thủ đô. 10 giờ tối, các lớp học thêm ở đây vẫn sáng đèn. Em đến lớp học thêm hàng ngày từ 6 giờ 20 phút chiều. Sau khi tan học ở trường và thường về nhà vào lúc 11 giờ đêm, thực sự là rất áp lực trong số hơn 73.000 cơ sở dạy học thêm ở Hàn Quốc thì khoảng một nửa tập trung ở Seoul, gần 3 phần tư số học sinh theo học các lớp học thêm. Nói cách khác, cứ 10 học sinh thì có 8 em đi học thêm ở các cơ sở giáo dục tư thục trong đó tỷ lệ tham gia học sinh tiểu học đạt mức cao nhất là 85,2%. Chi phí trung bình hàng tháng cho việc học thêm là 315,7 đô la Mỹ một học sinh. Thời gian học thêm trung bình là 7,2 giờ một tuần. Như vậy, học sinh Hàn Quốc thường dành 14 giờ mỗi ngày cho việc học ở trường, tới cơ sở luyện thi và các cơ sở giáo dục bên ngoài. Chi phí học thêm nhiều nhất là cho môn tiếng Anh, tiếp đó là môn toán và tiếng Hàn. Năm ngoái, hơn 509.000 thí sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi đại học kéo dài 9 tiếng, được mệnh danh là kỳ thi khó khăn nhất thế giới vào ngày này bầu không khí căng thẳng thường bao trùm trên khắp cả nước thậm chí các chuyến bay cũng không được phép cất cánh hoặc hạ cánh trong khoảng thời gian các sĩ tử làm bài thi hầu hết các bậc cha mẹ có kỳ vọng con cái thi đỗ các trường đại học hàng đầu của đất nước nên họ chẳng ngần ngại đổ tiền cho con ăn học Chi tiêu ngoài trường học của năm 2022 của các bậc phụ huynh Hàn Quốc lên tới 20 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,8% so với năm 2021 và cũng là mức cao nhất trong 15 năm qua. Chi phí giáo dục tư nhân chiếm khoảng 12% tổng chi tiêu hộ gia đình, trong khi giáo viên có thể kiếm cả triệu đô la từ việc dạy thêm. Theo nghiên cứu của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD, chi tiêu trung bình cho giáo dục tư nhân cho trẻ em ở Hàn Quốc cao hơn tất cả các quốc gia châu Á. Nhiều người Hàn Quốc vô cùng tự hào về vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế của một đất nước mà vào năm 1945 là một trong những nước nghèo nhất thế giới với tỷ lệ biết chữ chỉ là 22%. Và giờ nước này có thể xuất khẩu cử nhân ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Trẻ em được bố mẹ cho học tiếng Anh ngay từ khi đi nhà trẻ, với kỳ vọng sẽ sớm đạt được thành công. Ngay từ khi còn nhỏ, các em đã phải không ngừng nỗ lực để vươn lên. Tuy nhiên đến khi trưởng thành và kể cả đã có được một công việc ổn định thì bản thân họ vẫn cảm thấy phần thưởng đạt được so với công sức bỏ ra chưa xứng đáng, đây chính là lý do khiến họ dễ bị rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần và dẫn đến tự tử. Áp lực phụ thuộc vào hệ thống giáo dục tư nhân khiến chi phí nuôi dạy con ở Hàn Quốc ở mức cao nhất thế giới, dẫn đến tâm lý e ngại có con khiến tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống nhóm thấp nhất thế giới. Chính phủ Hàn Quốc luôn cố gắng kiềm chế các lò dạy thêm bằng cách giới hạn giờ dạy thêm, quy định mức trần học phí, song đây vẫn là vấn đề nan giải. Mới đây, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch nhằm hạn chế việc người dân chi tiêu ngày một tăng cho các lớp học thêm. Động thái diễn ra một tháng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol lên tiếng về việc đề thi tuyển sinh đại học ở nước này, bao gồm quá nhiều câu hỏi nằm ngoài chương trình giảng dạy ở các trường công lập, một số câu được liệt vào dạng hóc búa các câu hỏi hóc búa trong các kỳ thi vốn kéo theo tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các phụ huynh và học sinh tại các lớp học thêm để bảo đảm tính công bằng cho kỳ thi tuyển sinh đại học chính phủ sẽ thiết lập một ủy ban độc lập để lọc ra những câu hỏi hóc búa đánh giá mức độ công bằng của bài kiểm tra những giáo viên tham gia đề thi cũng sẽ bị cấm bán bộ câu hỏi hay cung cấp các bài giảng hoặc tư vấn thông tin liên quan đến kỳ thi đại học trong khoảng thời gian nhất định Ngoài ra, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng sẽ kiểm soát hệ thống giáo dục tư nhân, tăng cường giám sát hành vi quảng cáo phóng đại sai sự thật. Nhiều ý kiến cho rằng chính phủ Hàn Quốc vẫn còn nhiều việc phải làm để vươn tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục công bằng, giảm áp lực tài chính cho phụ huynh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.